Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, tình người, tình đồng loại chính là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý. Nó có thể vượt qua mọi khoảng cách, mọi mặc cảm thân phận. Lòng bao dung đó thậm chí có thể cứu vớt cả một sinh mệnh. Câu chuyện ý nghĩa sau đây sẽ khiến mọi người phải suy ngẫm. Một ngày nọ, có một cậu bé nhặt được $1. Cậu liền đến một cửa hàng bên cạnh đường hỏi: "Xin hỏi, ở đây bác có bán Đức Chúa Trời không ạ?" Người chủ cửa hàng không nói gì, ngại cậu bé quấy rối nên đã mời cậu ra khỏi cửa hàng. Trời đã sắp tối đen rồi, cậu bé lần lượt đi hết cửa hàng này đến cửa hàng sau. Không ngờ, đến cửa hàng thứ 29 thì cậu cũng được người chủ tiếp đón nhiệt tình. Ông chủ cửa hàng thứ 29 mà cậu bé vào hỏi là một ông lão hơn 60 tuổi, đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ. Ông nhìn cậu bé rồi hỏi: "Này cháu, hãy nói cho ta biết, cháu muốn mua Đức Chúa Trời để làm gì vậy?" Cậu bé chảy nước mắt rồi nói với ông lão rằng: "Cháu tên là Bonnie, cha mẹ của cháu đã mất từ khi cháu còn rất bé. Chú rút của cháu đã nuôi dưỡng cháu từ nhỏ đến bây giờ. Chú của cháu là một công nhân xây dựng, nhưng mới đây chú đã bị ngã từ trên cao xuống đất nên bị hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới cứu được chú của cháu mà thôi. Cháu biết rằng Đức Chúa Trời chắc phải là một thứ vô cùng kỳ diệu nên cháu muốn mua về để cho chú của cháu ăn. Như thế chú mới nhanh khỏi bệnh được ạ." Ông lão đỏ hoe mắt hỏi: "Vậy cháu có bao nhiêu tiền nào?" Cậu bé nhanh nhẩu đáp: "Cháu có $1 ạ." Ông lão vội nói: "Ôi thật may quá, giá của Đức Chúa Trời đúng bằng $1 đấy cháu ạ." Nói xong, ông lão đi vào ngăn kéo và lấy một chiếc chai đồ uống có nhãn hiệu nụ hôn của Đức Chúa Trời và đưa cho Bonnie. Ông nói: "Cầm lấy đi cháu, chú của cháu uống hết chai này là sẽ khỏi bệnh rồi." Bonnie vô cùng mừng rỡ, ôm chai nước vào trong ngực rồi lập tức trở về bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, cậu vui vẻ nói to: "Chú ơi, cháu đã đem Đức Chúa Trời đến rồi đây, chú sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." Mấy ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học có trình độ cao nhất đã đến bệnh viện tiến hành hội chẩn cho chú rút của cậu bé Bonnie. Họ sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để chữa bệnh và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra. Chú rút của cậu bé đã hoàn toàn hồi phục. Khi chú của Bonnie ra viện, nhìn số tiền viện phí quá lớn được ghi trên hóa đơn, anh đã suýt ngất xỉu. Tuy nhiên, phía bệnh viện đã nói với chú của Bonnie rằng mấy hôm trước có một ông lão đã đem tiền đến thanh toán hết tiền viện phí cho anh rồi. Ông lão ấy là một tỷ phú giàu có. Trước đây, ông ấy là một chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia, nhưng bây giờ đã về nghỉ ngơi và mở một cửa hàng tạp hóa bán qua ngày. Nhóm chuyên gia y học có trình độ cao kia cũng là do ông ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê đến đấy. Anh Rốt sau khi nghe xong đã cảm kích vô cùng, lập tức cùng cháu trai của mình đến tạ ơn ông lão kia. Khi họ đến nơi mới biết được ông lão đã đóng cửa tiệm tạp hóa và ra nước ngoài. Sau này anh Rốt đã nhận được một lá thư do ông lão kia gửi đến. Trong thư ông viết: "Anh bạn trẻ, anh có người cháu trai Bonnie thực sự là quá may mắn đấy. Vì cứu anh, cậu bé đã cầm $1 đi khắp nơi để mua Đức Chúa Trời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đã cứu tính mạng của anh." Nhiều năm sau, cậu bé năm nào đã trưởng thành và còn thi đỗ vào trường y. Nhớ lại câu chuyện cũ và về ân nhân năm xưa, cậu đã cố gắng hết mình cứu chữa được rất nhiều bệnh nhân và trở thành một bác sĩ tốt. Bonnie đã đền đáp lại tình nghĩa của ân nhân cũ theo một cách không thể tuyệt vời hơn. Nếu không có câu chuyện cầm $1 đi mua Đức Chúa Trời năm xưa và cuộc hội ngộ đầy bất ngờ với ông lão tỷ phú nọ, không thể nói trước rằng cuộc đời Bonnie đã rẽ sang hướng nào. Câu chuyện ghép lại ở đúng thời điểm đẹp nhất, nhưng nó chưa kết thúc. Lòng bao dung, tình yêu thương sẽ còn lan tỏa mãi không ngừng. Ông lão tỷ phú đã cứu mạng người chú của Bonnie, nhưng không chỉ vậy, ông còn cứu vớt cả chính cậu bé. Ông gieo vào lòng cậu bé một đức tin về cái tốt, cái đẹp, đức tin vào Đức Chúa Trời. Đôi khi một lời nói dối có thể mang đến hy vọng cho người khác, đặc biệt là khi lời nói dối ấy xuất phát từ lòng bao dung, thiện tâm
Và chúng ta cũng hãy tin rằng phép lạ luôn luôn tồn tại ở trên đời này. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.